vân. Và hát lên nhá. Có một người đã đứng chờ em tối nay, có một người bình tĩnh mà em đôi tay, vẫn mềm mặt và đôi môi ấy say mê bên ai. Như đôi ta đã có một người đã đứng chưa nhìn thấy gì, nhưng phép tôi xảy ra đời mấy. Phải bình thường, nhưng mà các bạn đừng xôn xô lấy, xô đẩy nhau nhá, không ngại nhau, ok, được không ạ? Rồi ạ, bởi vì có mọi người cuối còn xem nữa. Bây giờ thì mọi người muốn nghe bài hát gì tiếp theo ạ? Hay là hát chung với...
không? Hay là hát chung với nhau một bài thì hát được không? Bây giờ Việt sẽ hát một bài hát mà đã rất quen thuộc trong những bài hát của Việt. Bây giờ nhạc tắt nhạc tắt nhạc tắt nhạc. Một bài hát rất quen thuộc. Không. Bây giờ Việt hát lần đầu, tất cả mọi người cùng hát theo với Việt được không ạ? Đồng ý nhá. Ok. Xin phép được quay lại cái khoảnh khắc này trong chương trình nhà ruột của buổi tối ngày hôm nay nhá. Nào chúng ta sẽ chuẩn bị hát lớn với nhau. Yêu lại từ đầu ạ. Okay. Cảm ơn rất nhiều. Vì sao em hay nói rất là kinh khủng. Nhưng tôi nghĩ là nếu như mà chương trình muốn tiếp tục ý,
thì đề nghị là các fan chúng ta xa khắc Việt ra hơn một chút nữa. Vâng, chúng ta lắng nghe từ xa thôi ạ. Vâng ạ, xin mời khắc Việt lên trên sân khấu đi ạ. Vâng, xin mời khắc Việt lên sân khấu và tất cả những fan của khắc Việt, nếu ai yêu mến và muốn chương trình được tiếp tục thì chúng ta đứng xa cách sân khấu 5-7 mét và đặc biệt chúng ta trở về vị trí ban đầu ạ. Vâng, xin đề nghị các lực lượng an ninh chúng ta giúp cho các khán giả trở về vị trí như ban đầu. Vâng, đêm diễn của chúng ta vẫn còn tiếp tục và ca sĩ, nhạc sĩ Khắc Việt sẽ còn tiếp tục giao lưu với các fan và đặc biệt là các cựu học sinh, các thế hệ học sinh của nhà trường. Nhưng tôi rất là mong chúng ta lùi về vị trí của khán giả. Vâng ạ. Ok ạ. Có vẻ như là sân khấu chúng ta bây giờ gần nhau hơn rồi đây đúng không? Cho Việt sẽ phép đứng như này để hát để phục vụ tất cả mọi người nhá. Đúng không ạ? Một hát tiếp theo ạ. Một ca khúc từ nãy đến giờ thì chưa có hỏi thăm tất cả mọi người, tất cả có khỏe không ạ? Chứ bây giờ chúng ta sẽ nghe một bài hát nữa, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Bảo Bình. Ca khúc được mang tới để hỏi thăm nhau. Xin cảm ơn. Mọi người thuộc hết chứ đúng không? Yeah. À cho em nhạc lớn với lại cái mic của em lớn. Chiều nay mình anh bước vội, không biết cuộc sống em sao này thế nào rồi. Anh vẫn như thế thôi, vẫn cô đơn sợ tôi. Nhiều lúc bối rối. Nghe có nghe được tiếng thấm lạnh lót, không biết đâu ra.
sau. Đây, đây, xin cảm ơn. Rồi. À, ok. Đứng đây, đứng đây. Đứng đây, đưa anh một điện thoại bạn. Đi điện thoại. Bật đi, bật đi. Cho điện thoại. Rồi bật nhạc đi ạ. Trong cuộc đời này, ok, cho các thầy cô, các bạn, các anh chị cứ xem nữa nhá. Ok, dòng cảm của mình rút nào. Rồi. Vâng, xin mời tất cả các bạn nam nữ thanh niên chúng ta chuyển xuống phía dưới sân khấu ạ. Chương trình chúng tôi dự kiến đến 10 giờ sẽ đóng. Nhưng nếu như
nếu như các bạn chúng ta cứ lên trên sân khấu như thế này thì buộc ban tổ chức chúng tôi phải tạm dừng chương trình lại. Dạ, vâng, rất tiếc cơ hội để chúng ta giao lưu và gặp gỡ với ca sĩ nhạc sĩ Khắc Việt. Ôi, thống nhất, rất hiếm. Ok, đề nghị tất cả chúng ta xuống ạ. Vâng, xin mời chúng ta chuyển xuống, chuyển sang. Vâng ạ. Ta, các bạn xuống đi cho các bạn dưới còn xem nữa. Rồi. Các bạn đứng xa sân khấu từ 5 đến 7 mét ạ. Vâng. Đề nghị bộ phận rồi. Anh đẩy em xuống này, em xuống luôn đấy. Vâng, giúp ban tổ chức chúng tôi là mời các bạn là đăng ký viên chúng ta lùi xuống một chút nữa. Bây giờ thống nhất nhau này nhá. Bây giờ anh ở chỗ ngay chỗ cô 11, tí đã hát xong về anh đứng trước cửa ai chụp ảnh về đấy. Vâng, tôi mời tất cả các bạn nam nữ thanh niên chúng ta đang đứng ở trên cái phần bậc thang của sân khấu chúng ta lùi xuống. Đi xuống, đi xuống. Vâng. Cái sân khấu này nó không đủ sức để chứa từng này các nam thanh nữ tú đâu. Xin mời các em lùi xuống giúp cô nhá. Nào, các em lùi xuống giúp cô, khẩn trương. Chúng ta có muốn chương trình được tiếp tục không ạ? Thế thì xin mời chúng ta lùi xuống ban tổ chức, cách ban tổ chức 5 mét nhá. Nào, anh Tuấn Tuấn Anh, khẩn trương. Dạ, chúng ta bắt đầu chương trình được tiếp chưa ạ? Ok, hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn giúp đỡ nhau một chút nhá, để có thể hoàn thành được cho nó tốt hơn.